cái cốt lõi bên trong của con người mình trong suốt 3 năm qua, cái con người chiến binh đó và cái con người đâu đó phân biệt rất là rõ giữa kiếm tiền và phụng sự, đúng không? Thật ra đó, nó có những cái á, nó thuộc về gốc rễ á, nó sẽ không bao giờ thay đổi luôn theo thời gian. Bởi vì tôi mới nói là con người nó có 3 cái định nghĩa về tầng tâm, tầng tính và tầng nết. Nết á, là cái nồng độ bạn phát ra khi bạn gặp một vấn đề nào đó, cái nồng độ cảm xúc mà bạn phát ra khi bạn gặp một vấn đề. Tại người miền Nam mình gọi là nết, chứ người miền Bắc vẫn gọi là chữ tính. Nết nó giống như nư á, là bạn muốn làm nhiều hay làm ít, bạn hiền hay bạn dữ, thì cái đó là gọi là nết. Còn tính nó là cái thói quen quen thuộc mà khi mình đối diện tiếp xúc với một vấn đề nào đó. Ví dụ như cái tính tôi thì tôi sẽ hay nói nhiều, hay là cái tính tôi thì tôi thích gặp được nhiều người để chia sẻ, nó sẽ thích hơn là vì cái tính bạn thì bạn thích ngồi một mình để chiêm nghiệm kiểu vậy. Đó là cái tính. Rồi còn cái tâm, cái tầng cao nhất là tầng tâm, là cái quy định vốn có của vũ trụ. Khi bạn được sinh ra, bạn nghĩ về vấn đề, cái cách mà bạn luôn nghĩ về vấn đề. Có những người, người ta luôn làm cái gì đó cho người khác, vị tha và vị kỷ. Có những người, người ta vị kỷ là người ta làm cái gì cũng cho mình thôi, không nghĩ đến người khác, bằng một cách vô thức luôn. Nhưng có những người là người ta luôn nghĩ cho người khác, thì những cái đó không thay đổi được. Cái tầng tâm là một cái tầng không thay đổi được, là trời sinh bạn đang sao, nó như nhóm máu A, nhóm máu B, là bạn giữ nguyên cái điều đó suốt đời. Bạn chỉ thay đổi trong cái tầng tính và cái tầng nết thôi. Mà trong đó tính là dễ thay đổi nhất. Nết gì mà coi là khó thay đổi hơn. Cái nồng độ bạn phát ra, cái cảm xúc đó, nó theo cái cơ thể của bạn, nó theo cái sinh lý bình thường của bạn. Cho nên bạn muốn thay đổi nó là bạn phải cực kỳ lý trí để bạn control nó lại. Ví dụ ngày xưa tôi nóng tính ở trên đoàn phim đi, thì tôi sẽ tìm cách, tôi nhận ra nó là không hiệu quả, và đó là một con người không phải là mình. Thì bình thường mình sẽ không như vậy. Chứ khi mình đụng cái công việc, cái mình nghiêm túc quá, mình cầu toàn quá thì mình mới nóng giận lên. Cho nên tôi phải tự nói với bản thân rằng là mình không được như vậy nữa. Và tôi đang luyện tập để làm điều đó. Ví dụ như với Harry ngày xưa là tôi sẽ phải có tranh cãi chứ. Ngày xưa những cái lúc đầu mới yêu nhau có tranh cãi. Và Harry là một người không có sức đề kháng với âm lượng lớn. Chỉ cần bạn nói chuyện với một cái thái độ tấn công, bạn la, âm lượng bạn lớn lên, là Harry sẽ từ chối tiếp nhận. Và cổ nói luôn, cổ có vấn đề với những người có xu hướng bạo hành. Đó là cái vấn đề từ người ta, làm sao mình thay đổi được. Mình chỉ có thay đổi từ bản thân mình thôi. Nên tôi phải tự thay đổi, là tôi sẽ cố gắng không bao giờ nóng giận trước mặt Harry. Và tôi đã làm được. Cho nên là ví dụ như sau nửa tháng đám cưới với nhau, là từ nửa năm sau tân hôn, là từ đó đến bây giờ tôi với Harry không gây lộn. Hầu như không gây lộn lần nào nữa. Không nói nặng, không nói lớn tiếng với nhau luôn. Và tôi đã làm được thì tôi phải làm được ở công việc của mình, kiểu vậy. Cho nên là tôi nghĩ là khi bạn nói về cái gốc rễ là do là mình suy nghĩ hay là thay đổi cái gốc của mình, thì cái gốc của mình nó vẫn ở đó thôi, nhưng mà mình sẽ điều chỉnh cái hướng nhìn của mình làm sao để nó phù hợp nhất với cái bản tính vốn có mà trời sinh mình. Cái chia sẻ của Thành vừa rồi nó chính thức đập tan tin đồn mà về Thành và Harry. Mà mình cũng thấy bất ngờ, tại vì tôi chơi với bạn, tôi biết cuộc sống của bạn, nên là khi mà tôi đọc những cái thông tin kia tôi thấy nó bất ngờ. Là bởi vì thật ra tôi mới là người bất ngờ. Tôi cũng không biết từ đâu. Ở đâu ra? Có nghĩa là người ta chỉ quy định là khi vợ chồng ít post hình lên trên kia là người ta đã gây lộn rồi, hay là người ta không thương nhau nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Trong khi tôi thấy về mặt tâm lý con người đó, xuyên post hình á mới là đang có chuyện. Đúng. Lấp liếm, đúng, là một cái. Thứ hai, rảnh quá không có chuyện gì làm, đúng. Tại vì đôi khi á tôi chỉ post hình theo cái mood của mình thôi. Khi tôi thấy cái tấm hình nó thật sự đáng yêu, khi tôi làm cái gì đó mà cái moment đó nó đáng yêu, tôi thật sự thích thì tôi post lên. Nhưng tại sao dạo gần đây mình không post nữa là tại vì tôi đi làm phim. Ở trong đoàn không sao gặp vợ mình nhiều được, không có moment nào đây đáng yêu hết. Còn vợ mình thì có rất là nhiều cơ hội làm việc ở Hàn Quốc, bay nhiều thì không gặp nhau nhiều, không chụp hình nhiều, thì mình không post nhiều vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi mà.